Giờ chúng ta sẽ học lời của Chúa. Nay chúng ta sẽ học lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 11. Anh chị em sẽ nghe tôi đọc và phân tích lời Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 11 xảy ra sau thời kỳ lũ lụt của Noe khoảng một thời gian. Thì Chúa bắt đầu lại thế giới với gia đình của Noe, và từ gia đình của ông thì sản sinh ra rất là nhiều người. Cái giai đoạn của Sáng Thế Ký đoạn thứ 11 thì con người vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Đông, và họ đều nói một thứ tiếng, một ngôn ngữ. Cái sứ mạng của Chúa cho việc lan truyền ra khắp đất ấy, làm cho đầy dãy đất ấy, thì nó chưa có được xảy ra. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái đoạn thứ 11 đó thì Chúa có nói, Chúa có hành động để một phần là để phá vỡ đi cái công trình xây dựng của con người mang tính chống lại Chúa, và thứ hai là để hoàn thành cái mục đích của Chúa khi Ngài tạo dựng ra loài người, đó là khiến cho con người tản mạn khắp trên trái đất. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời Chúa nhé. Và cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Khi ở đông phương rời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinea rồi ở tại đó. Người này nói với người kia rằng: "Hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa." Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng: "Nào, chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất." Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Đức Giê-hô-va phán rằng: "Này, chỉ có một thứ dân cùng đồng một thứ tiếng, và kìa, công việc chúng nó đang khởi làm. Bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi, chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia." Rồi từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi cớ đó đặt tên là thành Ba Bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Chúng ta xem từ câu 1 đến câu số 9 thôi. Thế còn những câu sau thì ghi những cái gia phả để chúng ta có thể xem thêm. Tất nhiên là không có một cái chi tiết nào là thừa ở đây cả, đều liên quan đến những cái sự kiện về sau này. Bây giờ chúng ta thấy những cái sự mô tả trong thời kỳ của sách Sáng Thế Ký đoạn 1 nhá. Thứ nhất là cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Khi ở phương đông rời đi, người ta gặp một đồng bằng ở Sinea, rồi tại đó người này với nó nói với người kia rằng: "Hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa." Lúc đó gạch thế cho đá và chai thế cho hồ. Rồi anh chị em sẽ suy nghĩ tất cả những chi tiết trong Kinh Thánh, nó sẽ gợi cho chúng ta nhiều những cái lẽ thật và là cái sự thật lịch sử. Thứ nhất là những con người đầu tiên ấy, thì họ không phải tập trung ở châu Phi, cũng không phải tập trung ở châu Âu, mà họ tập trung ở châu Á và cái vùng Trung Đông. Có một số những cái địa danh được đề cập tới ở trong cái đoạn thứ 10 ấy, và đoạn thứ 11 ở đây ấy, thì cho chúng ta biết rằng đó là cái vùng Babylon, cái khu vực Trung Đông đấy, và bây giờ là Iraq ấy. Iran, Iraq, những cái khu vực đấy ấy, là những khu vực mà con người đầu tiên đã được tạo dựng và tập trung ở đó. Và chúng ta cũng thấy dễ hiểu thôi, bởi vì Adam và Eva được tạo dựng lên ở cái khu vực đó, và vườn Eden cũng được tạo dựng ra ở khu vực đó. Cho nên khi mà nước lụt đấy, thì bằng cách nào đó mà chúng ta chưa hiểu hết được, là ông Noe ông cũng tập trung ở đó, cũng cũng cày cấy đất đai ở đó, và rồi sinh đẻ ra con cháu của Noe đầy rẫy trên trái đất lúc đó thì cũng tập trung ở một khu vực thôi. Và chúng ta thấy rằng là họ nói với nhau đó là: "Chúng ta hãy xây một cái thành và dựng một cái tháp chót cao đến tận trời, và hãy lo
làm cho dạng danh E khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Rồi chúng ta thấy tại sao họ lại có một cái nỗi sợ là sợ tản lạc trên mặt đất nhỉ? Anh chị em thử suy nghĩ xem. Tại sao con người lúc đó lại có một cái nỗi sợ tản lạc khắp trên mặt đất? Anh chị em nào, tôi để thời gian cho anh chị em tương tác ạ. Ai có thể chia sẻ cho tôi biết tại sao con người lúc đó lại sợ tản lạc khắp trên mặt đất? Có một cái chuyện gì đang xảy ra? Điều gì đang diễn ra vậy? Giữa cái cộng đồng con người to là to trong cái phạm vi của họ thôi, nhưng mà trong phạm vi toàn cầu thì rất là nhỏ bé. Tại sao họ lại sợ tản lạc? Họ lại sợ là vì qua cái vụ lũ lụt của Noe cho nên họ khiếp, cho nên họ bị phòng thủ. À, như vậy là Sợ cái lỗi sự sống của họ không được tồn tại và họ phải chuẩn bị cho cái chỗ của mình để sự việc nó xảy tới. À, ý kiến rất là hay đấy. Cảm ơn cô. Như vậy là nếu như trong trường hợp có lũ lụt xảy đến thì mình sẽ trèo lên cái tháp đấy là mình sẽ an toàn. Ý có phải như vậy không? Đấy, cho nên họ không còn cách nào nữa rồi. Ai có ý kiến khác không ạ? Tại sao con người lại sợ tản mạng ở khắp trên mặt đất? Cái suy nghĩ rằng là họ cần phải xây một cái thành ấy, để từ đó chẳng may mà có một cơn lũ lụt như thời kỳ Noe xảy ra đấy thì họ trèo lên đó cũng là một cái ý tưởng hay. Nhưng mà một phần thì chúng ta đọc trở lại đó thì chúng ta thấy rằng là Chúa đã thiết lập giao ước với loài người rồi. Đó là Ngài sẽ không khiến cho lũ lụt xảy đến trên phạm vi toàn cầu nữa. Thế cho nên là con người họ truyền tay nhau trong cái giai đoạn đó. Thực ra tất cả những cái sự kiện từ Adam cho đến thời các thời đại đều được truyền tay và khá là chính xác với đối với những cái con người sống ở trong cái thời kỳ đó. Có một số cái từ ở đây đấy để giúp cho chúng ta hiểu được cái suy nghĩ trong lòng của con người cái giai đoạn này. Chúng ta đọc kỹ lại câu 4 nhé. Hãy xây một cái thành này, dựng lên một cái tháp này, chót cao đến tận trời, và hãy lo làm cho dạng danh E khi tản lạc khắp trên mặt đất. Thì anh chị em sẽ nhìn thấy rằng những cái suy nghĩ của họ ấy, nó có những cái điểm nào đối lập lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Là vì cũng cái đức tin của họ chưa thể tin tưởng Chúa, Đức Chúa Trời hoàn toàn, cho nên vậy họ vẫn có một cái phòng thủ riêng cho họ như thế. Có ai có ý kiến khác không ạ? Trong cái suy nghĩ của họ này, lo xây một cái tháp cao đến tận trời, lo làm cho dạng danh này, e khi bị tản mạng trên khắp mặt đất này, thì những cái suy nghĩ đấy nó có cái gì nghịch lại, ngược lại với Đức Chúa Trời? Nghĩa là mình không cần đến Đức Chúa Trời nữa, tự mình có thể làm được những thứ khác, những điều khác. Chi tiết nào cho thấy cái điều đó? Thì là xây một cái thành cao đến tận trời và lo làm cho dạng danh chính bản thân mình ấy, mà không tôn cao Chúa. Cái con người đấy là vẫn cứ cậy cái sức mình, tưởng là mình là bàn tay làm được lên hết, không tin tưởng hoàn toàn, cho nên con những người đấy thì họ làm theo ý ý của họ chứ không theo ý Chúa. Lời của Chúa đã bảo rồi, Chúa không thể lặp lại nữa, nhưng mà con người nó vẫn chưa tin tưởng cái lời của Chúa. Có ba cái chi tiết ở đây để chúng ta thấy ba chi tiết cũng là ba cái suy nghĩ, ba cái luồng suy nghĩ.
Thứ nhất là cái tháp này nó phải cao đến tận trời. Đấy. Cái luồng suy nghĩ thứ hai đó là lo dạng danh. Và cái suy nghĩ thứ ba đó là sợ bị tản lạc. Ba cái luồng suy nghĩ này chi phối cái hành động của con người lúc đó và dẫn đến một quyết định là xây tháp ba bên. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem từng cái chi tiết một nhé. Chi tiết thứ nhất đó là xây một cái tháp mà chót cao đến tận trời. Thì bây giờ mình thử suy nghĩ tại sao họ lại muốn xây một cái tháp mà chót nó cao đến tận trời. Cái ý tưởng này đến từ ai? Là ai là người khởi xướng? Dạ, con nghĩ là nó giống với lại ý tưởng của ma quỷ lúc mà muốn được bằng với Đức Chúa Trời, và giống với Adam và Eva đầu tiên lúc mà muốn mắt mình được mở ra, được sáng ra và sẽ như Đức Chúa Trời. À, như vậy bạn đang để ý đến một cái chi tiết là khá là thú vị đấy. Bây giờ chúng ta xem một chút. Quý vị nhìn vào đoạn 10 đó, thì anh chị em sẽ thấy cái sự mô tả của dòng dõi của ba người con trai của Noe là Sem và Cham và Japhet. Thì ba người này á, sinh ra những con cái. Ở đây có một cái nhân vật được đặt tên, được ghi rất rõ là Nimrod. Nimrod là ai? Ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất. Thế còn cái từ anh hùng ở đây á, trong bản này là dịch là anh hùng. Bây giờ tôi mở bản dịch khác nhé, bản dịch mới. À, thì đây không dịch là anh hùng mà dịch là thợ săn dũng mãnh. Bởi vì khi nói đến từ anh hùng thì chúng ta nghĩ đến tích cực. Nhưng ở đây thì trong cái bản dịch mới thì không dịch là anh hùng mà là một thợ săn dũng mãnh trước mặt Chúa. Cho xem một bản dịch khác nhé, bản dịch 2011. Thì đây cũng dịch là một thợ săn dũng mãnh trước mặt Chúa. Thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều bản dịch dùng cái từ này thì nó chuẩn xác hơn là dùng cái bản dịch dùng từ là anh hùng, bởi vì anh hùng mang cái nghĩa tích cực. Rồi chúng ta xem tiếp này. Vương quốc của Nimrod khởi đầu tại ba bên. Chúng ta nhìn nhá. Vương quốc của ông khởi đầu tại ba bên. Như vậy là đây là một nhân vật như nào? Ba bên này chúng ta thấy cái từ này có quen không ạ? Đấy là chính là cái nơi mà chúng ta vừa đang đề cập đến trong đoạn thứ 11 đấy. Vương quốc của Nimrod khởi đầu từ ba bên này. Ekra là Akma là Canh Nê, tất cả những nơi ấy đều nằm trong xứ Sina. Từ nơi ấy, ông tiến về Assyri và xây dựng Ninive. Đây đều là những cái tên rất là quen thuộc trong Kinh Thánh. Assyri nó là phía bắc của Israel ấy, và Ninive là thủ đô của Assyri. Để anh chị em chúng ta nói xong rồi thì mình tắt cái micro đi để cho nó đỡ vang. Quay trở lại sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 11.
Theo như tất cả những cái sự nghiên cứu của tôi và cái sự kết nối ấy, thì cái nhân vật Nimrod này đó là một cái nhân vật mà có tầm ảnh hưởng và lãnh đạo trong dân sự giai đoạn đó. Và ông đã dấy lên một cái phong trào gọi là phong trào chối bỏ đấng tạo hóa. Vì ông là một người rất là mạnh sức, rất là mạnh mẽ về sức khỏe, về tài năng thì ông rất là mạnh mẽ, và về tầm ảnh hưởng là ông có tầm ảnh hưởng trên con người cái giai đoạn đó. Và ông là người dẫn dắt một cái phong trào để chống lại đấng tạo hóa, chống lại Đức Chúa Trời. Và cái thái độ chống đây là gì? Tức là gác Chúa sang một bên, không cần đến Chúa nữa, cho nên xây một cái tháp cao đến tận trời. Chúng ta nhớ rằng là cái kết quả của nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái động cơ. Vì cái kết quả của nó là Chúa hủy diệt cái việc xây dựng này mà. Chúa phá cái việc xây dựng đấy đi. Thì chúng ta hiểu là tại sao Chúa lại phá. Vì là cái động cơ của Việt Nam của nó là sai chạy. Và ông, mọi người đều đồng lòng với ông để xây dựng. Và Kinh Thánh những cái phần sau thì cho nên là họ đều hết chí đều đồng lòng, vì cái ý tưởng mà ông đưa ra thì nghe nó rất là phù hợp, nghe rất là thuận tai, cho nên người ta chấp nhận ý tưởng ông và cuối cùng đã quyết định xây một cái tháp. Thì cái việc làm này nó chứng tỏ rằng là con người không cần đến Chúa nữa. Cái cụm từ thứ hai trong câu số 7 đó là lo làm cho rạng danh. Như vậy là cái rạng danh ở đây là họ lo làm rạng danh Chúa hay họ lo làm rạng danh mình? Thì cái cách mô tả để cho chúng ta thấy rằng không phải là họ lo làm rạng danh Chúa, mà họ lo làm rạng danh mình ấy, chứ không phải là làm rạng danh Chúa. Và cái cụm từ thứ ba đó là họ sợ phải tản lạng chứ tản mạc ở trên mặt đất ấy. Thì cái cụm từ này ấy, nó lại tương phản với ý định của Chúa được ghi lại trong sách Sáng Ký đoạn 1. Đó là Ngài muốn cho con người phải tản mạn đi khắp nơi trên trái đất, chứ không phải tụ tập ở một chỗ. Thế thì cả ba cái điều này á, nó đều chống lại Đức Chúa Trời. Và như Hân vừa nói rằng là cái cách nói ấy, nó có một cái gì rất là giống như cách nói của Satan, như là Lucifer. Khi mà Lucifer được tạo dựng lên ấy, thì nó cũng muốn rằng là cái vinh quang ấy tập trung vào nó, chứ không phải tập trung vào Chúa. Khi mọi sự thờ phượng đều tập trung vào Đức Chúa Trời thì nó không thích điều đấy. Nó muốn rằng là các thiên sứ ở trên thiên đàng cũng phải tập trung vào thờ phượng chính Lucifer. Chính vì vậy cho nên nó bị trục xuất ra khỏi thiên đàng và trở thành quỷ Satan. Vì nó tìm cách để làm rạng danh mình, chứ không phải là làm rạng danh Chúa. Cho nên có ba cái cụm từ để giúp chúng ta hiểu rất là sâu là có bàn tay của ma quỷ đã đang hành động nhé. Mặc dù rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh không nói đến cái từ quỷ hay là Satan ở trong đó, nhưng mà qua cái hành động, qua cái việc làm thì chúng ta biết là có bàn tay của nó ở trong đó. Hay cái việc Cain giết Abel cũng như vậy, không có nói đến là ma quỷ thúc giục Cain làm việc đó, nhưng mà cái việc làm ở đó thì lại khẳng định đó là việc làm của ma quỷ. Cho nên không phải là chúng ta nhận diện những cái thế lực tăm tối ấy, không phải chỉ là nhờ vào cái từ ngữ được sử dụng đâu, mà nhờ vào cái hành động, nhờ vào cái lời nói nó được thể hiện ra bên ngoài. Thì những cái hành động, những cái lời nói đấy đã giúp cho chúng ta hiểu cái động cơ ở trong lòng và cái thế lực đang thực sự thúc đẩy đó. Và cái thế lực đang thúc đẩy đó chính là thế lực tăm tối. Thì trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà nó lên cao trào. Tôi nghĩ rằng là cái thế giới tăm tối nó cũng đã huy động một cái lực lượng tối đa để nó tác động trên cái suy nghĩ của con người để chống lại Chúa. Và cái người mà nó sử dụng đầu tiên ấy, đó là Nimrod, cái nhân vật này ấy. Có ai có câu hỏi gì liên quan đến điều vừa rồi, hoặc là lời bình luận nào liên quan đến cái điều tôi vừa phân tích không?
Để chúng ta xem một câu kinh thánh trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu số 6. Xin mời Như Hân đọc hộ nào. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu số 6. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 6. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Chúng ta thấy cái điều này nó có đối lập lại với cái cách làm của Nimrod và những người đi theo ông không? Đây câu số 4 nhé, đoạn 11 câu 4 nói rằng chúng ta hãy lo làm cho rạng danh, tức là tự mình ấy, mình tìm cách để làm vinh hiển cho mình. Xong khi đó thì cái cách của Chúa nó lại tương phản. Đó là sự tôn cao nó không đến từ chính mình mà là sự tôn cao đến từ phía Đức Chúa Trời. Họ xây tháp cao đến tận trời muốn khẳng định cái gì? Muốn khẳng định cái khả năng của bản thân, muốn khẳng định cái giá trị của bản thân, muốn khẳng định đi cái tài năng của mình. Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là Phi-e-rơ đoạn 5 câu số 6 thì cái cách của Chúa lại phải là mình lại trở thành con số 0 chứ không phải là khẳng định mình. Hạ mình dưới tay quyền phép của Chúa thì đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Cho nên chúng ta từ đây chúng ta sẽ học được cái bài học về cái sự đối lập. Sự đối lập giữa cái người thuộc về Chúa và người không thuộc về Chúa. Tức là cái người thuộc về Chúa thì thường hay nói về Chúa, còn là cái người thuộc về ma quỷ thì thường hay nói về chính mình. Cái người kiêu ngạo thì thường hay nói về Chúa và nhờ sức của Chúa, còn cái người mà người khiêm nhường ấy, thì thường hay nói là nhờ sức của Chúa, nhưng mà cái người kiêu ngạo thì thường hay nói là nhờ mình, bàn tay của mình. Hay khoe về cái công trạng, hay khoe về cái khả năng, hay khoe về những cái gì mình sở hữu. Trong khi đó thì những người thuộc về Chúa ấy, thì người ta lại nói ngược lại, nhờ Chúa, tất cả đều nhờ Chúa mà mình mới có được. Thì đấy là hai cái thái độ nó cũng thể hiện ra trong cái cách ăn nói, rồi cái cách sống, cách cư xử. Và nó cũng định hướng cho chúng ta một cái định hướng để chúng ta có một cái lối sống đúng đắn ấy. Tức là chúng ta muốn được cái sự chúc phước, muốn được cái sự nâng cao ấy, thì chúng ta hạ mình xuống trước Chúa. Và cái bài học thứ hai chúng ta học được ở đây á, đó là cái bài học về sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vì ý muốn ban đầu của Chúa là cho con người tản lạc khắp nơi trên mặt đất, chứ không phải tụ tập ở một nơi. Ý muốn của Ngài là tản lạc mà. Bởi vì khi mà con người tản lạc như vậy thì sẽ đem vinh quang của Chúa cả đến khắp trên cái trái đất này. Nhưng mà con người trong cái thời kỳ này á, mà được lãnh đạo bởi Nimrod á, thì lại có cái xu hướng là chống lại cái ý muốn của Chúa, không muốn tản mạng và muốn tụ tập ở một nơi. Thì ở đây á, chúng ta cũng có thể rút ra một cái bài học cho chính đời sống thuộc linh của mỗi một chúng ta và giúp đỡ cho những người khác ấy. Đó là chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời khi chúng ta quyết định đi ngược lại với ý muốn của Ngài. Chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời khi chúng ta quyết định đi theo ý riêng của mình. Ngài sẽ phá hỏng cái công việc của chúng ta. Ở đây tôi nói cái từ kẻ thù không phải là Chúa ghen ghét chúng ta, nhưng mà Ngài sẽ phá hỏng cái công việc của chúng ta. Và Ngài sẽ cất cái sự chúc phước đi, và chúng ta sẽ không có sự chúc phước nếu chúng ta đi theo ý riêng của mình. Khi con người chọn lựa đi theo ý riêng ấy, và đặt ý riêng của mình lên trên hết, thì họ đang tôn cao chính họ. Họ làm Chúa của họ chứ không phải Jehovah hay là Giê-xu làm Chúa của họ đâu. Nên nếu như chúng ta quyết định đi theo ý riêng thì Ngài không có phần gì trên cuộc đời của chúng ta hết.
Và khi Chúa đã không được có phần gì trong cuộc đời của chúng ta thì sự chúc phước của Ngài sẽ không đến. Có ai có câu hỏi hoặc có lời bình luận nào liên quan đến cái bài học tôi vừa chia sẻ đây không ạ? Có ba đặc điểm anh em nhớ nhé. Thứ nhất đó là xây tháp cao đến tận trời. Thứ hai đó là lo làm cho rạng danh. Và thứ ba đó là e phải bị tản lạc khắp trên mặt đất. Thì ba cái ý này, chót cao lên tận trời muốn nói đến cái việc là khẳng định cái khả năng bản thân chối bỏ cái quyền phép của Chúa và tự mình sẽ làm theo cách của mình chứ không phải là theo cái cách của Đức Chúa Trời. Chối bỏ Đức Chúa Trời đây là một hình thức của sự chống nghịch. Thứ hai là lo làm cho rạng danh, tìm kiếm cái vinh hiển cho mình chứ không phải là tìm kiếm vinh hiển cho danh của Chúa. Thứ ba đó là cái ý thì rất là hay, nghe thì rất là thú vị, nhưng mà thực ra nó ngược lại với lời Đức Chúa Trời. Đó là tập trung lại, không có tản mạng ra khắp trái đất. Chính vì vậy cho nên ấy, ông mới thuyết phục được mọi người trong cái xã hội đi theo ông. Chúng ta nhớ rằng là khi ma quỷ nó vận hành ấy, thì nó sẽ đưa ra những cái lý lẽ khá là thuyết phục, nhưng mà cái lý lẽ đấy nó chỉ thuyết phục trên phương diện con người chứ nó không phải thuyết phục trên phương diện của lời Chúa. Nếu mà nó đưa ra những cái lý lẽ không thuyết phục thì làm sao mà người ta đi theo, có phải không anh chị em? Mà ông đã thuyết phục được cả cái xã hội loài người lúc đó cơ mà, không phải là ít người đâu nhé. Bởi vì chúng ta nhớ cái giai đoạn này chỉ cần một cái khoảng thời gian ngắn khi mà Chúa làm tản mạn họ đấy, thì họ đi ra khắp nơi, trong đó có người Việt Nam, người Trung Quốc, người Lào, người Campuchia, rồi người châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Úc, châu Mỹ đó. Đó, cho nên cái số lượng người đông lắm đấy. Chúng ta không có một cái thống kê chi tiết là bao nhiêu triệu người thì cái gì chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết rằng là rất là đông. Đông trên cái phạm vi của khu vực chứ không phải đông trên cái phạm vi toàn cầu. Là có ai có ý kiến gì ạ? Có cái câu hỏi, có ý kiến gì xin mời chia sẻ. Dạ, con nghĩ là cái cách làm này nó cũng giống với cái lối sống của con người ngày nay. Đó là mọi người sống trên thế giới muốn khẳng định cái giá trị của mình, muốn làm rạng danh mình, rồi muốn thành công, đạt được thành công, muốn mình cũng có một cái thành tựu, một cái điều gì đó để lại trên thế giới này và trên cái thời gian mà họ sống trên đất, để không phải tiếc nuối với cái cuộc đời của họ. Nhưng mà vấn đề đó là họ không biết đến Chúa, hoặc là không có chấp nhận cái sự thờ phượng Chúa, cái sự tôn thờ Chúa, nên là họ cũng không biết giá trị của mình là ai trong Chúa, và không biết ơn Chúa về những cái khả năng mà họ đã có. Bởi vì nếu mà biết ơn Chúa vì mình đã có sự sống, biết ơn Chúa vì mình đã có môi trường, không khí, nước uống, mọi thứ để mà sống trên trái đất, biết ơn Chúa về những cái khả năng kỳ diệu ở trong con người của họ, thì họ sẽ không có nhấc mình lên và kính sợ Chúa, hạ mình trước mặt Chúa. Và khi mà người ta muốn làm rạng danh mình thì người ta không thể nào ở những cái nơi vắng vẻ hoang sơ được, mà người ta phải hòa vào một cái đám đông nào đó để mà chứng minh cái khả năng của mình, làm nổi danh mình. Con nghĩ là điều quan trọng ngày hôm nay mà mỗi người cơ đốc nhân phải làm đó là mình không được từ bỏ cái lòng biết ơn Chúa. Mình biết mình là ai trong Chúa thì mình sẽ kính sợ Chúa và khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa, cũng như là có cái lời cảnh báo đến người khác để người ta tôn thờ Chúa và đầu phục sự hiện diện, sự tể trị của Chúa. Cảm ơn lời chia sẻ của Như Hân. Chúng ta cần để lại những cái giá trị cho đời sau, đúng, cái điều đó cũng rất là tốt, những cái thành tựu cho đời sau, nhưng mà tất cả cái điều đấy là nó đem lại lợi ích cho những người khác chứ không phải là đem lại cái để khẳng định mình là ai. Vì khi mà chúng ta có một cái tinh thần ích kỷ đó,
thì mình chỉ mọi cái là chỉ tập trung vào mình để khẳng định, để cho người ta biết đến tên mình, để nhớ đến mình. Cái việc người ta, người khác nhớ đến tên mình, nhớ tới hình ảnh của mình một cách tự nhiên ấy, thì là điều là tốt, không sao cả. Nhưng mà mình cố gắng mình làm để tạo ra cái tiếng vang mà dùng mọi cách khác nhau để tạo ra những tiếng vang để thu hút cái sự chú ý, thì tất cả những cái đấy nó cũng rất giống như cách làm của Nimrod, cách làm của những người trong cái giai đoạn ba bên và xã hội của Nimrod. Thì ngày hôm nay cũng tương tự như vậy đấy, chúng ta nhớ rằng cái tinh thần này nó luôn luôn tồn tại nhé. Nếu mà chúng ta không cẩn thận thì cái tinh thần của Nimrod và tinh thần của ba bên nó có thể bước vào trong mỗi chúng ta và bước vào trong hội thánh. Ví dụ ngày hôm nay là gì, đối với những người phục vụ Chúa đấy, nhiều khi người ta là tôi phục vụ Chúa, tôi phải phục vụ ở trong cái hội thánh lớn lớn ấy. À, thì nó mới vinh dự chứ, nếu hội thánh nhỏ nhỏ, hội thánh vùng quê hay hội thánh xa xôi thì tôi không có phục vụ. À, cho tôi phục vụ là tôi phải được đứng lên trên sân khấu cơ, chứ còn đâu, nếu mà tôi phục vụ mà để tôi ở dưới bếp hay để tôi làm những cái việc lặt vặt là tôi sẽ không làm. Thì đây chúng ta thấy cái tinh thần của Nimrod và những người đi theo ông là thế, lo làm cho rạng danh. Là thực ra là khi chúng ta mặc lấy cái tinh thần này ấy, thì mình đang thờ phượng chính mình chứ mình không đang thờ phượng Chúa Giêsu. Cho nó xem thêm một cái câu kinh thánh trong sách Công vụ đoạn 1 câu số 8. Chúng thấy có một cái đặc điểm chung á, cả trong sách Sáng Đến Ký, trong cái mạng lệnh của Chúa, cho đến sách Công vụ cũng là một mạng lệnh của Chúa đối với các môn đồ. Xin mời người khác đọc hộ nào. Xin mời Hồng Quế với mục sư đọc Công vụ đoạn 1 câu 8. Em bận mục sư ơi. Xin mời bạn khác đọc giùm em. Mời Như Hân đọc luôn. Dạ. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Anh chị em thấy có một cái điểm tương đồng giữa sách Sáng Đức Ký với Công vụ đoạn 1 câu số 8 không? Trong Sáng Đức Ký đoạn 1 Chúa nói rằng là con người phải sinh sôi nảy nở và làm cho đầy dãy đất. Đấy là phương diện con người đúng không? Tức là người. Nhưng mà Công vụ đoạn 1 câu số 8 thì cái mạng lệnh này ấy, Chúa cũng phải bảo rằng là phải đem tin lành đến tận cùng trái đất. Như vậy phải sinh sôi nảy nở và làm cho trái đất đầy dẫy cái gì? Đầy dẫy người thuộc về Chúa, đầy dẫy các cơ đốc nhân. Có một cái điều đấy là một điểm tương đồng nhé. Ý muốn của Chúa về phương diện con người là làm cho đầy dẫy trái đất này. Còn đâu về phương diện thuộc linh ấy, thì Ngài muốn cho đầy dẫy những người thuộc về Chúa, tức là khiến cho cái thế giới, những con người chưa biết đến Chúa này, họ thuộc về Ngài, đầy dẫy khắp trái đất. Như vậy thì đều liên quan đến cái việc là tản mạng và việc ra đi. Thế cho nên là nếu như mà những người trong thời kỳ Nimrod ấy, đã chống lại Đức Chúa Trời bằng cách là tụ họp, thì ngày hôm nay cũng như vậy, mang cái ý nghĩa thuộc linh, nếu như mà hội thánh của Chúa không có thực hành cái sứ mạng này đấy, chỉ thích tụ họp tại một chỗ thôi đấy, thì cũng rất là nguy hiểm. Nếu như không nói rằng là chúng ta đang chống lại ý muốn của Chúa, vì ý muốn của Chúa là cho chúng ta phải ra đi khắp nơi trên trái đất này để rao giảng phúc âm. Thì có một số người sẽ nói rằng là thế ở thành phố mình đã tin Chúa hết, đâu mà mình cần phải đi đến thành phố khác làm gì, Việt Nam cũng đầy người theo chưa theo Chúa ấy, mình đâu mình cần phải đi nước ngoài làm cái gì. Nếu mà chúng ta nói như vậy ấy, thì là chúng ta chưa hiểu đúng Kinh Thánh. Bởi vì trong Công vụ đoạn 1 câu 8 á, có nói rằng là phải đi làm chứng về Chúa tại Jerusalem, xứ Giu-đê, Samaria cho đến tận cùng trái đất. Tức là cùng một lúc chúng ta phải đi khắp mọi nơi, cùng một lúc chúng ta có người đi Jerusalem, cùng một lúc có người đi Giu-đê, và cùng một lúc có người đi Samaria, mà cùng một lúc phải có người đi
cắt lên trên đất, chứ không phải là đi hết một nơi rồi mới đi đến nơi khác. Nếu như mà chờ đến hết Jerusalem mới đi đến xứ Giu-đê thì đến tận ngày hôm nay nhé, là sau sau bao nhiêu năm, 2000 năm đó. Đúng không ạ? Từ lúc mà các môn đồ nghe cái mạng lệnh này thì đến bây giờ là 2000 năm rồi. Nhưng mà người Israel ấy chỉ một phần rất nhỏ tin Chúa Giê-xu thôi. Mà nếu mà chờ tất cả những người Israel tin Chúa rồi mình đi khắp nơi trên trái đất ấy, thì đến khi Chúa Giê-xu trở lại cũng chưa có cái việc đấy. Cho nên chúng ta không thể hiểu là phải hết nơi này mình mới đi nơi khác, mà cùng một lúc chúng ta phải có người đi khắp nơi trên thế giới để giao giảng phúc âm. Bây giờ mình quay trở lại sáng đăng ký đoạn thứ 11 và chúng ta xem tiếp từ câu số 5. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của các con cái loại người xây nên. Một lần nữa tôi xin chú ý với anh chị em về ngôn từ sử dụng của Kinh Thánh. Chúng ta nhớ có rất nhiều ngôn từ nói về Đức Chúa Trời, nhưng mà đấy là loài người nói về Đức Chúa Trời. Chứ không phải là Đức Chúa Trời nói cái ngôn từ này, hay là Chúa dùng bút để Ngài viết ra cái đoạn Kinh Thánh này, mà đây là con người, tác giả đúng hơn là Môi-se. Môi-se là người Israel, và ông đến từ bối cảnh của người Trung Đông, người Iraq, vì Abraham là gốc gác người Trung Đông mà. Cho nên là họ sẽ sử dụng cái ngôn từ con người để mô tả về Chúa. Ví dụ như khi Kinh Thánh nói rằng là Đức Giê-hô-va ngự xuống, thế từ trước cái Ngài không biết à, để xem sao mà Ngài phải ngự xuống. Thì chúng ta lại có những chỗ khác để cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng toàn tri, mà toàn tri biết mọi điều mà. Thế đâu có cần phải ngự xuống, đâu có cần phải xem. Thế đấy là cái cách mà con người dùng để mô tả về Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va ngự xuống xem cái thành và cái tháp của con cái loài người xây nên. Câu 6, Đức Giê-hô-va phán rằng này chỉ có một thứ dân cùng đồng một thứ tiếng. Kia kìa là công việc chúng nó đang khởi làm, bây giờ chẳng có chi ngăn chúng làm được điều đã quyết định. Chúa nói rằng không có gì ngăn được, thế có nghĩa là sao? Chúa cũng không ngăn được à? Có phải không anh chị em? Ở đây chúng ta không gì có thể ngăn được điều mà họ đã quyết định mà. Cái câu này á, nó cho chúng ta biết rất nhiều cái lẽ thật thuộc linh đấy. Bởi vì họ đồng một thứ tiếng, cùng một tiếng nói, hợp tác với nhau hết lòng hết sức, thì Chúa nói rằng không gì có thể ngăn được chúng nó. Nếu như hội thánh ngày hôm nay á, mà bước đi được trong cái tinh thần này á, thì các cánh cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh của Chúa đâu. Và vương quốc của Chúa mở rộng ra rất lớn và rất nhanh, rất rộng. Rất tiếc trong lịch sử của hội thánh Chúa trong 2000 năm nay, tôi nói đây là hội thánh chung ấy chứ không phải chỉ là một hội thánh nhỏ đâu, hội thánh chung của toàn cầu ấy, có rất nhiều cái sự chia rẽ. Chúng ta có thể khác biệt nhưng mà chúng ta không nên chia rẽ. Sự khác biệt là một cái nét đẹp ở trong hội thánh cơ đốc. Sự khác biệt là gì? Hội thánh này thì người ta trưởng dưỡng trong một cái bầu không khí thuộc linh truyền thống. Người ta không có thờ phượng nó vỗ tay hay là sống động, người ta hát những cái bài thánh ca cổ. Còn những người mà tin Chúa ở những cái hội thánh ân tứ ngũ tuần thì thường là thờ phượng, là hát vỗ tay cầu nguyện, hay nói tiếng mới, rồi nó sống động hơn là sử dụng đầy đủ các nhạc cụ thay vì chỉ có mỗi đàn cây đàn piano. Thì đấy cũng là cái sự khác biệt. Thì cái nét đẹp của Cơ Đốc là sự khác biệt. Mặc dù là thực tế là những cái sự khác biệt đấy nó đến từ cái sự hiểu biết về Kinh Thánh và cái nơi mà anh được sản sinh ra. Nhưng mà chúng ta chấp nhận cái sự khác biệt đấy. Nhưng mà nếu như hội thánh không có chấp nhận được sự khác biệt để đồng một thứ tiếng với nhau ấy, thì vương quốc
của địa ngục rất dễ thắng thế, và vương quốc của thiên đàng sẽ có tầm ảnh hưởng rất nhỏ. Đây là một câu nguyên thánh cực kỳ quyền năng, vì chính Đức Giê-hô-va phán mà. Chúa phán rằng là họ là một thứ dân này, đồng một thứ tiếng này, và khi họ làm việc thì không có chi ngăn trở được cái quyết định của họ. Cái kết quả ấy, nó đến từ cái vế trước ấy, đó là một thứ dân và đồng một thứ tiếng. Thế nên ở trong một cái tập thể đông ấy, mà khi cái tập thể đấy nó không có sự hiệp một ấy, thì không làm được cái điều gì hết. Nhưng mà trong một cái tập thể ít nhưng mà có sự hiệp một thì làm được việc rất lớn. Thì đây là cái tinh thần mà chúng ta cần nên nắm bắt trong hội thánh của Chúa. Ở bất cứ một hội thánh nào hay một tập thể nào thì chúng ta nên có một cái tinh thần hiệp một đối với hội thánh đó để xây dựng vương quốc của Chúa. Và giải pháp Chúa làm là gì trong câu số 7 này? Thôi chúng ta đây là ai? Là Chúa đang nói với thiên sứ hay là Chúa đang nói ba ngôi Thiên Chúa đang nói với nhau? Thì cái từ chúng ta đây, quý vị sẽ thấy nó lặp đi lặp lại rất nhiều trong sách Sáng Lên Ký. Đoạn 1 á, cũng nói lên chúng ta hãy làm nên loài người giống như hình ta và theo tượng ta. Và đây không phải là Chúa đang nói với thiên sứ đâu, mà ba ngôi Thiên Chúa trao đổi với nhau. Chúng ta hãy xuống và làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó để cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia. Nên mà cái giải pháp là gì? Giải pháp là làm cho họ không hiểu nhau và họ phải dừng lại công việc này. Đây là cách ma quỷ làm và đây cũng là cách Chúa làm. Chúa cũng làm cách này để cản trở công việc của những người đang chống lại Ngài, và ma quỷ cũng làm cách này để chống lại những người đang tìm cách để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Lộn xộn mà. Chúng ta nhớ nhé, là Chúa làm lộn xộn để họ dừng cái công việc của họ. Vì nếu như mà họ không dừng công việc của họ thì cái sự tầm ảnh hưởng của Nimrod ấy, cái tinh thần, cái tà linh của Nimrod nó có thể thống trị trên cả một cái xã hội loài người như vậy, và cuối cùng có thể là cái sự hủy diệt một lần nữa sẽ đến trên loài người, trong khi cái tầm ảnh hưởng nó đang lớn dần và đang lan tỏa trong cái phạm vi cả một cái xã hội đấy, thì Chúa ngăn chặn bằng cách là làm cho họ lộn xộn tiếng nói và họ không hiểu nhau và họ bắt buộc phải dừng vì họ không giao tiếp được với nhau. Thì ma quỷ cũng dùng cái cách này ấy để tấn công hội thánh của Chúa và làm suy yếu hội thánh của Chúa. Khi nó làm lộn xộn trong hội thánh, người này nói người kia không hiểu, người nói một đằng thì người kia hiểu một nẻo. Đó. Mỗi người một kiểu, thì đấy là cách mà nó gây rối loạn cho hội thánh của Chúa và hủy diệt cái sự hiệp một. Và từ đó thì công việc của Chúa bị đình trệ. Câu số 8. Rồi từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tàn ra khắp trên mặt đất và họ thôi công việc xây cất thành. Cái kết quả là gì? Ai là người thắng? Chúa vẫn là người thắng. Bởi vì ý định của Ngài ban đầu đây là cho con người tản mạn khắp trên mặt đất. Nhưng khi họ không muốn tản mạn ra thì Chúa đã làm rối loạn họ để cuối cùng họ phải tản mạn ra khắp nơi trên mặt đất. Từ đó chúng ta có người Việt Nam á, có người Trung Quốc, rồi có người ở khác nơi trên dân tộc, và trong một quốc gia cũng có rất nhiều dân tộc khác nhau sinh sống. Việt Nam chúng ta nó có 54 dân tộc phải không? Như bên Myanmar tôi đi đến nên nó có hơn 150 mấy dân tộc cơ mà, tôi nhớ không nhầm ấy, nó khoảng tầm trên dưới 150 mấy dân tộc, rất đông, một cái quốc gia dân số chỉ bằng nửa Việt Nam thôi. Câu số 9 này. Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba Bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản mạn ra khắp nơi trên mặt đất. Cái tên Ba Bên á, nó đã trở thành một cái nỗi ám ảnh và một cái
cái từ mang ý nghĩa tiêu cực. Vì nó là lộn xộn mà. Và nó là biểu tượng cho ba cái tinh thần này, này trong câu số 4 này. Đây, nó là biểu tượng cho ba tinh thần này. Nếu như chúng ta, anh chị em chúng ta mà có một trong ba cái tinh thần này là chúng ta đang xây, đang đi theo cái link của Nimrod và của ba bên. Thứ nhất là muốn xây tháp cao đến tận trời, tức là muốn phủ nhận Đức Chúa Trời để làm theo cách của mình. Thứ hai là lo dạng danh, để làm dạng danh mình thay vì dạng danh Chúa. Và thứ ba đó là chống nghịch lại cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì Chúa muốn là tản con người tản mạn ra thì loài người không muốn. Thì nếu mà chúng ta có ba cái ý định này thì chúng ta có thể rất dễ là chúng ta rơi vào trong cái tình trạng của tháp ba bên và tinh thần của Nimrod. Và nếu chúng ta rơi vào trong cái tình trạng của tinh thần Nimrod và tháp ba bên ấy, thì Đức Giê-hô-va đang chuẩn bị để làm lộn xộn cái cuộc đời của chúng ta. Rồi, có ai có câu hỏi hoặc cái lời chia sẻ nào liên quan đến cái bài học này không ạ? Có ai có câu hỏi hoặc là lời bình luận gì liên quan đến bài học này không? Dạ, con muốn hỏi là lúc này thì chú làm lộn xộn tiếng nói của họ ra nhiều tiếng nói vậy. Lúc trước nếu mà Adam và Eva sống trong vườn Eden rồi mọi người của thời trước tháp ba bên này nói ngôn ngữ gì mục sư? Đây là một câu hỏi rất là thú vị và đáng hỏi. Tôi đã phân tích cái điều này một lần rồi. Adam, Eva nói ngôn ngữ gì? Họ nói ngôn ngữ của thiên đàng hay họ nói ngôn ngữ của loài người? Chắc chắn đấy phải là ngôn ngữ, là một thứ ngôn ngữ mà sau này họ dùng để giao tiếp với con cái của họ. Từ thời kỳ của Adam cho đến thời kỳ của tháp ba bên là họ nói một ngôn ngữ của Adam. Bây giờ muốn biết họ nói ngôn ngữ gì thì chúng ta lại xem cái giá phả. Từ Adam, bây giờ chúng ta xem giá phả nhé. Rất nhiều giá phả trong Kinh Thánh để chúng ta tham khảo cái việc Adam nói ngôn ngữ gì. Bây giờ chúng ta tham khảo giá phả của Matthew đi. Gia phả của Đức Chúa Giêsu đó ở trong Matthew thì bắt đầu từ Abraham nhưng không bắt đầu từ Adam. Và Abraham thì là sinh ra là người Iraq, vì ông là người Canh Đê mà cho nên ông nói tiếng Iraq. Khi mà ông di cư xuống vùng Canaan ấy thì ông đã hình thành một dân tộc khác, và cái tiếng nói của dân tộc ông hình thành ấy với tiếng nói của gốc cái người Iraq ấy thì nó na ná giống nhau, và nó khoảng tầm 70-80% giống nhau. Bởi vì khi di cư đi rồi thì nó ngôn ngữ nó sẽ thay đổi, nhưng về cơ bản là nó gốc gác cùng một gốc gác ngôn ngữ thứ tiếng. Thế thì bây giờ chúng ta xem lại là Abraham á, theo cái dòng giống của Abraham á, là đến trực hệ từ đâu? Có phải trực hệ từ Adam không? Trong cái gia phả của Luca, rồi trong gia phả trong sách Sáng Ký đoạn 5 và trong một số gia phả khác thì cho chúng ta biết rằng là Abraham là trực hệ đến từ Adam, từ Noe, và Noe đến từ Adam. Thế như vậy
Thì từ đấy chúng ta suy luận ra một điều rằng là Adam nói ngôn ngữ của Abraham, Abraham nói ngôn ngữ của Adam và cùng một thứ ngôn ngữ, thì rõ ràng là đấy là tiếng Hebrew, tiếng của người Canh Đê, gốc của người Canh Đê. Adam nói ngôn ngữ như vậy. Thì sau đấy là ngôn ngữ gốc, và từ đó thì mới sinh ra tiếng Tàu, tiếng Việt, đây là tiếng các ngôn ngữ, tiếng Anh, các thứ khác nhau, thì là về sau này. Còn cái ngôn ngữ đầu tiên Adam và Eva dùng để giao tiếp với Đức Chúa Trời, đó là ngôn ngữ của người Canh Đê. Ngôn ngữ gốc ấy, là ngôn ngữ của người Canh Đê. Ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Hoặc là cái lời chia sẻ gì liên quan đến bài học của chúng ta? Mục sư ơi, tiếng của người Canh Đê thì có phải tiếng Israel hiện đại không mục sư? Mục sư vừa chia sẻ đấy. Khi ông Abraham rời khỏi Canh Đê để đi theo sự kêu gọi của Chúa đến vùng Canaan ấy, thì ông vẫn nói tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà sau thời gian và năm tháng thì tự động cái ngôn ngữ đó đã được thay đổi và nó thêm vào, nó bớt đi. Người Israel và người Canh Đê đó, bây giờ là người Iraq, cái vùng Canh Đê là một vùng của Iraq thôi, thì họ khoảng tầm 70-80% là giống nhau, còn lại 20% thì là những cái ngôn ngữ thêm vào sau cái sự phát triển của dân tộc. Cũng giống như người miền Nam đó, người miền Nam là di cư từ miền Bắc vào sau khi Chúa Nguyễn đánh chiếm Chiêm Thành và các khu vực phía Nam, thì người miền Bắc di cư vào, thì người miền Nam cái ngôn ngữ cũng về cơ bản là giống, và nhưng mà có nhiều cái khác, nhưng mà ít nhất là mình cùng một dân tộc, cùng một đất nước ấy. Cho nên là bây giờ các cái phương tiện truyền thông ấy, nó lại giúp cho cái việc là cái sự khác biệt ngôn ngữ lại trở thành không phải là khác biệt nữa. Nhưng mà người Canh Đê và dân tộc của Abraham ấy thì lại là hai cái vùng đất khác nhau, hai dân tộc khác nhau. Cho nên cái việc mất đi cái một phần trăm nào đó cái thổ ngữ ban đầu ấy là chuyện rất dễ hiểu. Ok, bây giờ tôi sẽ tóm lại những gì mà tôi phân tích cho anh chị em nhé, để chúng ta nhớ, ghi nhớ. Anh chị em nếu mà học Kinh Thánh, cố gắng có những cái vở bút chúng ta ghi lại, ghi tóm tắt cũng được để chúng ta nhớ. Giai đoạn của Sáng Thế Ký đoạn 11 là giai đoạn sau thời kỳ Noe. Con người đã đầy rẫy ở trên khu vực Trung Đông, nhưng không đầy rẫy trên phương diện toàn cầu. Và có ba cái luồng tư tưởng đến với con người lúc đó, và cái người đầu tiên đã truyền thụ cái luồng tư tưởng này cho mọi người, và ông là lãnh đạo của con người trong giai đoạn đó, ông tên là Nimrod. Cái tinh thần của Nimrod ấy, đó là một cái dạng tinh thần của quỷ Satan, và chúng ta phải rất là cẩn trọng vì cái tinh thần đấy nó có thể ảnh hưởng trên chúng ta và trên hội thánh, và nó vận hành ở nhiều người trong hội thánh để huy động, để khuấy động cái tinh thần của Nimrod. Chính vì những cái ý tưởng ông đặt ra nghe rất là hay, cho nên ông thuyết phục được mọi người đi theo cái ý tưởng đó. Ý tưởng thứ nhất đó là xây một cái tháp cao đến tận trời. Đó là một hình thức của việc chối bỏ quyền phép của Đức Chúa Trời, tự khẳng định vào cái khả năng của bản thân và cái sức mạnh của bản thân, không cần đến Chúa. Thứ hai đó là lo làm cho rạng danh, thì đây là cách để tập trung vào cho cái con người của mình, chứ không phải tập trung vào cho làm vinh hiển danh của Chúa. Thì đây nó cũng na ná giống như cái cách của Lucifer đó, tập trung làm vinh hiển nó chứ không phải tập trung làm vinh hiển danh Chúa. Và thứ ba đó là sợ tản mạn khắp nơi trên mặt đất. Trong khi đó ý tưởng và mạng lệnh của Chúa rất rõ, đó là phải tản lạc, phải tản mạn ra khắp nơi trên trái đất để con người được sinh sản và vây phủ cả cái trái đất này. Thì cái đường lối của Nimrod ấy, thì nó không phải như vậy, nó sẽ đi ngược lại với lời của Chúa. Thì khi mà con người ấy,
những con người ấy, mà có một cái chiều hướng, một cái xu hướng mà khuyến dục những người khác mà đi ngược lại với cái lời của Đức Chúa Trời ấy, thì đấy là tinh thần của Nimrod nó đang ảnh hưởng trên hội thánh. Và chúng ta nhớ rằng nhé, những gì đã được chép trong Kinh Thánh ấy, là cái bài học để Chúa dạy cho các thế hệ sau, và nó chứa đựng những cái chân lý, chứa đựng những cái lẽ thật để chúng ta biết thế giới của địa ngục hoạt động như thế nào qua con người. Địa ngục nó hoạt động qua con người, nhưng chứ không phải là địa ngục tự động mà nó có thể hành động một cách hoàn toàn đâu. Nó sẽ, cái sức mạnh của địa ngục và của tà linh ấy, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi mà nó có thể hành động được qua con người. Đấy, cho nên những người nào có thể làm công cụ của nó. Và nhớ rằng Nimrod đã có thể ảnh hưởng trên cộng đồng của ông, thì những con người mang tinh thần Nimrod cũng có thể ảnh hưởng trên hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Và chúng ta phải rất cẩn thận đối với những con người mang cái tinh thần của Nimrod. Thì làm thế nào để mình biết được những con người mang tinh thần của Nimrod đang tồn tại trong hội thánh? Khi họ đưa ra những cái tư tưởng giống như là trong cái thời kỳ của Babel ấy, tháp cao đến tận trời này, lo làm cho rạng danh này, e khi phải bị tản lạc này, họ đưa ra những cái lý tưởng nghe thì rất là thuyết phục, nghe thì rất là hay, nghe thì dường như là nó đem lại lợi ích cho cái cộng đồng của mình, nhưng mà thực ra nghiên cứu kỹ lại lời của trời thì nó lại là ngược lại với lời của Chúa. Thì phải là những người biết lời của Chúa thì mới biết được Nimrod đang hành động ở đâu, và đang tinh thần đấy đang ở trong ai, ở trong hội thánh của Chúa. Và cái câu số 6 cũng là một cái bài học lớn mà Chúa có thể dạy dỗ chúng ta, đó là Ngài khẳng định rằng khi con người hiệp một lại với nhau, đồng một thứ tiếng, thì không gì có thể ngăn trở được chúng nó. Thì đây cũng là cái bài học cho mỗi chúng ta, nếu mà hội thánh của Chúa trong phạm vi một hội thánh và giữa các hội thánh với nhau đồng một tiếng nói ấy, thì có thể làm nên những cái công việc rất là lớn lao và kỳ vĩ, và các cánh cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh. Thực tế là các cánh cửa âm phủ vẫn thắng được hội thánh, vì hội thánh không sống theo tinh thần của hiệp một giống như những người trong thời đại này. Cho nên sự hiệp một luôn luôn là điều tốt, mà phục vụ cho mục đích gì ấy thì mới là quan trọng. Nếu như hiệp một để phục vụ cho mục đích sai thì nó sẽ rất là tệ hại, nhưng mà hiệp một để phục vụ cho mình đúng ấy, thì sẽ rất là tốt. Và thứ ba đó là cái cách thức của Chúa, cái phương pháp, cái giải pháp của Chúa cho vấn đề này, đó là làm lộn xộn. Chúa làm lộn xộn họ để họ không hiểu với nhau, và từ đó thì họ phải tản mạng đi để ý định của Đức Chúa Trời sẽ phải được thành, dù cho con người có cố tình để chống lại nó chẳng nữa. Thì đây cũng là cách mà ma quỷ sử dụng để làm suy yếu một đơn vị. Thì đơn vị đó có thể là một gia đình, đơn vị đó có thể là một hội thánh, có thể là nhiều hội thánh ở trong thành phố, hoặc là các hội thánh ở trên đất nước này. Khi mà người ta lộn xộn, không đồng một tiếng nói với nhau ấy, thì hội thánh sẽ không có sức mạnh. Nhưng mà rốt lại là dù cho con người có tìm cách chống nghịch Chúa, thì ý định của Chúa vẫn luôn được hoàn thành. Đó là con người vẫn cứ phải tản mạc trên khắp đất. Cho ngày nay dù cho ma quỷ có sử dụng rất là nhiều con người để chống lại vương quốc của Đức Trời, chống lại cái sự lan rộng của vương quốc Chúa và hội thánh Chúa, thì hội thánh của Chúa, những người đi theo đường lối của Chúa chắc chắn là sẽ thắng, vì Đức Chúa Trời chưa bao giờ thất bại hết. Hội thánh có thể thất bại, nhưng mà Đức Chúa Trời chưa bao giờ thất bại. Những người đi theo Chúa có thể thất bại trong việc thực thi ý muốn của Chúa, nhưng mà Ngài chưa bao giờ thất bại hết. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ kết thúc cái bài học ở đây. Để ủng hộ cho việc đem lời Chúa đến cho mọi người, ông bà anh chị em hãy bấm like, chia sẻ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.